Tám mưa. Lên rồi. Mỗi hàng ba cây. Đi. Quát.
còn lâu mới tới núi. Hãy đó quay mặt đây coi. Hiếu. Hi. Tới đâu rồi Hiếu? Chúng tôi đang tới tầng thứ 6 của địa ngục. 2570. Chết mẹ rồi. Không. Yeah. Thế tiếp là chúng tôi đi. Trời tối quá. Không quay được. Cần cảnh núi đây. Rất là ghê. Cứ sai. Báo. Ô mày. Giờ leo bậc. Quá tạp. Tối qua không lấy gì. Trước kia có bão và tôi là Tim Chim. Tôi đang chinh phục Phu Si, Việt Nam còn gọi là núi Phu Si, cao khoảng 3.600 mét. Hiện tại tôi chưa đến đỉnh, bây giờ đã thấm rồi. Sau 6 tiếng đi bộ từ dưới lên với khoảng đường đi là trên 7 cây số. Đây là ui hết chi đây. Tôi tắt máy rồi đi tiếp. Trời mọc. Gối nè. Thank you.
Anh đói cảm thấy thế nào? Rất là lạnh và mệt mỏi. Ước gì được một tô phở. Ai. Quay chính đó. Cảm giác bây giờ nó đang quặn trong một cái ổ gọi là cái ổ của tôi khổ lắm. Leo gần chục cây số đến đây để ngắm bầu trời. Cuối cùng ngắm được nguyên cái đầu chó bá đưa ra phủ che mặt trời luôn. Đây là một con bệnh mới ở trại tâm thần ra. Bớt đi. Quay mặt trời đi. Mặt trời đẹp đấy. Nó giờ chá nhìn rõ đâu mà. Chá rồi. Chụp hình đi, chụp hình đi. Đắt đi chụp hình đi. Tắt chụp hình đó mày đi.